Hi, chào anh em. Chào mừng em quay trở lại với Laptop World, thế giới công nghệ. Hôm nay thì mình mang ở đây cho em một con laptop gần 40 triệu đồng anh em ạ. Từ từ đã. Đây, cái này mới đặc biệt này. Em laptop này màn hình 4K OLED. Kinh khủng. Màn hình 4K mà lại còn OLED nữa. Đấy, không biết là anh em đã hóng được thông tin gì về em laptop này chưa, nhưng mà hiện tại thì rất là nhiều những cái kênh lớn đã đăng những clip trải nghiệm rất là chi tiết về em laptop này rồi. Và mình là một trong số những người mà được trên tay gần như là cuối cùng cái em laptop này, vậy quá là buồn đúng không? Nhưng mà chúng ta vẫn sẽ đi trải nghiệm và đánh giá cũng như là trên tay nhanh cái em laptop này để xem là em nó có đúng như là những cái gì mà những người khác đã từng trên tay và trải nghiệm hay không anh em nhá. Đấy, mình vẫn đang rất là tò mò về laptop này. Và đây chính là chiếc Asus ZenBook Flip S13 và có mã là UX371EA. Đấy, cái mã này được sử dụng Intel 11 đây, đúng không nào? Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xăm soi vào bên trong cái máy này. Đầu tiên sẽ phải đến intro trước đã. Ok, và đây sẽ là cái hộp bên ngoài của em nó anh em ạ. Mình sẽ bắt đầu mở hộp nhá, đi vào bên trong. Hộp này mình mở ban nãy rồi và mình sẽ phải mở ra để mình cài trước cho anh em. Ok, đây. Đây là phía bên trong của chiếc hộp này. Đầu tiên nhá, mình sẽ đi từng thứ một. Chúng ta sẽ có một cái bao da như thế này. Một cái túi da. Nó rất là xịn sò anh em ạ. Chưa đến với những vật chính vội, chúng ta sẽ cùng đi xem là phụ kiện bên cạnh nữa. Đây, chúng ta sẽ có một cái hộp đây. Và nó ở đây nó có một cái tia sét này. Đây sẽ là hộp, chắc là hộp sạc đây. Mình sẽ mở vào trong xem nhá. Sạc của máy. Đây, đúng như dự đoán thì chúng ta sẽ có một cái cục sạc. Và ngay ở ngoài nó ghi luôn này, 65W này, cục sạc này sẽ công suất là 65W anh em nhé. Đấy, còn gì không? À đây, vẫn còn. Chúng ta vẫn còn, còn có quà nữa anh em ạ. Quà Noel. Thực ra thì cũng chả phải quà đâu, cái này là hãng người ta đền cho chúng mình. Tại vì là người ta đã lược bỏ đi mất cái cổng mạng LAN RJ45 này, với cả jack audio 3.5. Sao laptop này mỏng quá, sao mà không cả kèm theo được cả jack audio cơ. Sợ thật. Thế là chúng ta sẽ vào xem nào, có thực hư là chiếc laptop này nó mỏng quá đến mức mà nó không thể kèm được thêm một cái jack này không, à một cái chân này không nhá anh em nhá. Ok, đấy thì họ có tặng kèm cho chúng ta hai cái chân này để có thể sử dụng thuận tiện hơn. Hơi bất ngờ. Thật ra thì mình cũng giả vờ bất ngờ vậy thôi, chứ mình cũng trên tay bao nhiêu laptop lược bỏ đi mất chân 3.5 rồi. Tạm thời cất nó gọn vào, anh em mình sẽ đi vào với nhân vật chính chúng ta. Kéo thôi, nhẹ nhàng thôi, gần 40 triệu đấy anh em ạ. Đây, trên này nó có một số những cái thông tin ngắn, những cái thông tin nổi bật về cái sản phẩm này. Thì đặc biệt nhất sẽ là màn hình OLED và 4K. Còn đâu thì một số những cái khác chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn, chi tiết hơn. Ngoài thì chúng ta sẽ có một cái tập sách hướng dẫn sử dụng ở trong này này. Đấy, và có một điểm, có một thứ còn đặc biệt hơn cơ. Đặc biệt hơn, được đi kèm với chiếc máy này. Đấy chính là cái chiếc bút. Chiếc bút Acer Pen thần thánh đây. Chúng ta có thể sử dụng để vẽ vời cái bút này, rất là đẹp, rất là hay luôn anh em ạ. Lát nữa chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm nhá. Và hãy cùng quay trở lại với nhân vật chính chúng ta ở đây. Cái phiên bản ở trên tay mình hôm nay nó sẽ có cái phiên bản màu này là màu đen, và hãng gọi nó là đen ngọc bích anh em ạ. Cái tên nó rất là sang đúng không nào. Và những cái phần vát cắt, phần lát cắt cũng như là logo này, nó là màu đồng đỏ, có một cái chất gì đấy nó rất là vintage. Và với cái phiên bản này thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ có full vỏ ngoài hoàn toàn bằng kim loại, hoàn toàn bằng kim nhôm, rất là cứng cáp, và chất lượng build thì nó phải gọi là quá là tuyệt vời luôn. Và cái chiếc laptop này thì hãng có gọi đây là chiếc laptop mỏng nhất thế giới, với cái độ dày của nó chỉ có 13.9mm mà thôi. Rất là mỏng anh em ạ. Cầm trên tay nó nhẹ bâng, 1.2kg, nó quá là nhẹ. Đấy, với một cái kích thước như thế này thì chúng ta có thể dễ dàng cầm đi bất cứ đâu. Và hơn nữa là cái vẻ bề ngoài của em nó quá là sang trọng như thế này, thì nó sẽ như là một cái đồ trang sức chúng ta vậy anh em ạ. Khi mà xách theo bên cạnh sẽ rất là đẹp, sẽ rất là sang. Chúng ta sẽ cùng đi qua một chút về thiết kế bên ngoài của em nó nhá. Thì vẫn như là những cái chiếc ZenBook khác thôi, chúng ta vẫn sẽ có những cái đường tròn đồng tâm. Và logo Asus được đặt bất đối xứng ở bên này. Và cái logo này nó có màu đồng đỏ này, trông rất là sáng bóng, rất là sang này. Nó sẽ không còn phải là cái màu bạc nữa. Màu này trông là sang hơn rất là nhiều anh em ạ. Khi mà nhìn, chỉ mới nhìn được góc này thôi, chúng ta đã thấy là cái phần viền này nó rất là sang trọng, nó rất là đẹp rồi đúng không? Tí nữa vào bên trong chúng ta mới thấy nó đẹp cỡ nào. Nút nguồn của máy vẫn được đặt
sang bên cạnh này. Đây là cái phiên bản mà flip mà, cái phiên bản gập 360 độ, chúng ta sẽ không phải đặt nút nguồn phía bên trong được, sẽ rất là bất tiện. Vì thế mà việc đặt nút nguồn ra bên ngoài này nó sẽ cho chúng ta một cái khả năng sử dụng nó thuận tiện hơn. Bây giờ hãy cùng đi phía bên trong của chiếc máy này. Phía bên trong nó mới là tinh hoa, những cái gì mà tinh túy nhất của chiếc máy này nó nằm ở phía bên trong này anh em ạ. À quên mất, mình chưa bóc cái siêu này ra, bóc cái lớp dán ở trên cái phần touchpad này ra. Chúng ta sẽ đi lần lượt từng thứ một anh em nhé. Mình sẽ đi một chút về phía bên trên chiếc màn hình trước đã. Chúng ta sẽ có một chiếc màn hình với kích thước là 13.4 inch và độ phân giải 4K. Đây là chiếc màn hình OLED. Màn hình 4K nó lại còn OLED nữa. Như anh em có thể biết đấy, những cái chiếc màn hình điện thoại mà được trang bị OLED thì thường giá nó sẽ rất là đắt, đúng không? Đấy mà màn hình nó chỉ có 5 phẩy mấy cho tới 6 phẩy mấy inch thôi. Nhưng mà đây, một chiếc màn hình 4K OLED của chúng ta với kích thước là 13.4 inch, nó cũng chỉ bằng giá với một chiếc iPhone 12 Pro Max nhỉ, gần 40 triệu đồng mà thôi anh em ạ. Đấy, nó quá là ngon. Đây, mình ví dụ như thế để cho anh em có thể dễ tưởng tượng ra thôi. Thì chúng ta sẽ đi qua một chút về xung quanh chiếc màn hình này trước nhá, trước khi đánh giá sâu vào trong nó. Chúng ta sẽ có viền của máy khá là mỏng. Nó viền của những chiếc Zenbook mà thường thì họ sẽ cho chúng ta một chiếc viền nó rất là mỏng. Và đây là một chiếc màn hình gương được phủ tràn kính ra ngoài. Phía bên trên thì chúng ta sẽ có webcam, micro đàm thoại và cả camera IR để nhận diện khuôn mặt, để có thể quét khuôn mặt nữa, bảo mật bằng khuôn mặt luôn. Và chúng ta sẽ chỉ có bảo mật khuôn mặt này thôi, chứ không có cảm biến vân tay. Thì đây là một cái điểm hơi hạn chế một chút xung quanh của chiếc màn hình này. Thế còn đi vào sâu bên trong thì sao? Chúng ta sẽ có một chiếc màn hình kích thước là 13.3 inch, độ phân giải 4K. Đây sẽ là một chiếc màn hình cảm ứng, tần số quét là 60Hz. Mình cũng không biết là phải nói sao về cái độ đẹp của chiếc màn hình này nữa anh em ạ. Mình nghĩ là anh em sẽ phải tới tận nơi để trải nghiệm, để có thể cảm nhận được cái độ đẹp. Chứ còn nếu mà qua một chiếc Sony A6400 mình đặt ở đây thì sẽ không thể nào mà cảm nhận hết được cái độ đẹp mà cái màn hình này nó mang lại chúng ta. Trên cái màn hình OLED và 4K này nó mang lại chúng ta thì nó quá là đẹp. Thì ở đây, trên cái tờ mà dán ở trên máy đây, những cái thông tin mà nổi trội của chiếc máy này, chúng ta sẽ có là màn hình OLED này. Đầu tiên là sẽ có 100% DCI-P3, độ phủ màu 100% luôn. Contrast ở đây nó sẽ là 1:1. Nhưng mà chúng ta đã biết đấy, thì trên những cái chiếc màn hình OLED, điểm ảnh của nó là những cái điểm ảnh mà nó phát sáng độc lập, chứ nó không phải dựa vào đèn nền. Đấy, chính vì thế mà những cái điểm đen ấy, khi mà nó hiển thị những cái điểm đen ấy, thì nó sẽ tắt luôn đèn ở những cái điểm đấy đi. Gần như là nó sẽ không phát ra một chút ánh sáng nào từ cái điểm đó cả. Và chính vì thế cho nên là cái độ contrast của chiếc màn hình này nó lên rất là cao, nó ở cái điểm đó. 1:1 cơ anh em ạ, rất là cao đúng không nào. Đấy, mình thật ra thì cái kiến thức của mình về những cái tấm nền màn hình nó không phải là quá là cao sâu để mà mình có thể phân tích được chi tiết để anh em có thể dễ hiểu nhất. Nhưng mà đó là những cái hiểu của mình về cái màn hình OLED này, và mình muốn mang cái thông tin này đến cho anh em. Và chúng ta sẽ được lợi gì, chúng ta sẽ được hưởng lợi gì khi mà sử dụng cái chiếc màn hình OLED này? Cái đầu tiên mà chúng ta có thể nhận thấy được đấy chính là cái chiếc màn hình này nó mang lại cho chúng ta một khả năng hiển thị cực kỳ là tuyệt vời. Nó trên cả tuyệt vời luôn anh em ạ. Và cái điểm thứ hai, nó sẽ bảo vệ tốt cho mắt của chúng ta. Đấy là một cái điểm mà quan tâm sức khỏe của người dùng rất là nhiều. Khi mà nó sẽ giảm thiểu tới 70% ánh sáng xanh tác động tới mắt của chúng ta, nó sẽ làm hại tới mắt của chúng ta ấy. Thì bây giờ đây, cái màn hình OLED này nó sẽ tốt hơn, nó sẽ giảm thiểu đi những ánh sáng xanh đó, giúp cho mắt của chúng ta có thể quan sát được chiếc màn hình này nó trong một thời gian dài mà không bị hại quá là nhiều. Là một cái điểm rất là quan tâm tới người dùng khi mà sử dụng chiếc màn hình này. Và đó là một số những cái lợi ích mà chúng ta sẽ nhận được khi mà sử dụng chiếc màn hình này. Thì có điểm lợi cũng sẽ có điểm bất lợi chứ đúng không nào anh em. Thì trên một cái chiếc màn hình 4K OLED này và nó còn có đi kèm cả cảm ứng nữa ấy, thì chiếc máy này phải nói là nó sẽ tốn pin trên cho cái chiếc màn hình này khá là nhiều anh em ạ. Với một viên pin là 4 cell 67 Wh, mình cứ ngỡ rằng là em ấy nó sẽ phải sử dụng được vào khoảng độ tầm hơn 10 tiếng đồng hồ cho hơn một ngày sử dụng của chúng ta để có thể làm việc. Nhưng mà không, với cái chiếc màn hình này thì cái thời lượng pin của em ấy bây giờ nó chỉ bị kéo lại đến khoảng độ 7 cho đến 8 tiếng đồng hồ tùy vào tác vụ chúng ta sử dụng ở chế độ tiết kiệm pin và mức độ sáng màn hình 50% mà thôi anh em ạ. Thì đấy là một cái điểm hơi bị hạn chế một chút trên cái chiếc laptop này. Tất nhiên là có điểm lợi thì có điểm hại như thế nào anh em, hiện đại thì hại điện mà. Tiếp theo chúng ta hãy nhìn xuống phía bên dưới phần bề mặt C này. Thì đây là một cái phần mà cũng có thể nói là một cái điểm nhấn không kém so với cả phía màn hình phía bên trên. Chúng ta sẽ có một cái phần viền cắt kim cương chạy xung quanh máy, và cái phần viền này nó không phải là cái màu sáng bạc như là những cái phiên bản khác nữa, mà đây sẽ là cái màu đồng đỏ. Trông nó rất là sang trọng, trông nó rất là đặc biệt, trông nó có một cái vẻ gì đấy nó
mà mình không thể nào mà miêu tả được. Đấy, khi mà anh em cầm lên anh em trải nghiệm, anh em sẽ cảm thấy rằng là đấy, cái phần bề mặt này nó rất là đẹp và chúng ta cũng chỉ muốn nhìn vào đây mãi mà thôi. Với cái phần bề mặt bàn phím này, chúng ta sẽ có một chiếc bàn phím với layout bố trí cực kỳ là hợp lý. Nhưng mà có một cái điểm hạn chế rằng là có vẻ như cái thiết kế này bây giờ hãng đã tối ưu cái độ mỏng của chiếc máy này. Chính vì thế mà cái hành trình phím của nó bấm xuống nó hơi có một cái độ cấn nhất định anh em. Mặc dù là phím bấm nó vẫn rất là mềm, độ nảy khá là tốt, nhưng mà mình vẫn có một cái cảm giác gì đấy nó hơi lạ mà nó không được dễ chịu cho lắm khi mà bấm trên cái phần bàn phím này. Đấy là cái cảm nhận của mình khi mà mình sử dụng nhá. Còn đâu thì nếu mà chúng ta sử dụng một thời gian, nếu mà mình nghĩ là chúng ta sử dụng một thời gian chúng ta quen thì chúng ta bấm sẽ được tốt hơn những cái phần bàn phím này. Đấy là cái trải nghiệm của mình. Còn ngoài ra thì mọi thứ trên cái bề mặt này nó rất là perfect, đến cả cái phần touchpad này cũng thế, nó rất là ngon. Nó được phủ lên một cái lớp kính, chúng ta lướt đi rất là mượt. Chúng ta sẽ tracking rất là mượt ở trên cái phần touchpad này. Thêm vào đó nữa là nó còn đi kèm trong cả numpad ở đây nữa. Và với cái phần kích thước của chiếc touchpad này thì bây giờ nó được làm khá là lớn. Mình rất là thích cái kích thước lớn ở trên những chiếc laptop. Mặc dù nó chỉ có 13 inch thôi, một chiếc laptop của chúng ta chỉ có 13 inch thôi, nhưng mà cái phần touchpad đây bây giờ nó được mở rộng sang chiều ngang rất là lớn, để cho chúng ta nhiều không gian để có thể sử dụng hơn, lướt ngang, lướt dọc các thứ nó được sướng hơn mà. Nó sẽ được thoải mái hơn rất là nhiều, kết hợp với cả cái khả năng tracking của chiếc touchpad này nó rất là nhạy nữa. Đây là một cái điểm rất là tuyệt vời anh em ạ. Nó sẽ tuyệt vời hơn nếu như mà ở cái phần chiếu nghỉ tay này nó không bị dán vào đây quá là nhiều những cái sticker, nó khiến cho chúng ta bị rối mắt, nó khiến cho chúng ta kê tay lên đây nó bị gợn, nó bị cấn, nó hơi bị khó chịu một chút. Đấy, nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều nhưng mà không có vào đây những cái sticker này. Nhưng mà không sao, đều là những cái bảo hành các thứ, nó nói chung là lợi cho chúng ta mà, có gì đâu. Tiếp theo là đến phần cấu hình cũng như là hiệu năng của máy. Thì mình nghĩ rằng là với một cái mức giá như thế này thì chúng ta chắc chắn là sẽ không phải được trang bị một cái mức cấu hình quá là thấp đâu. Cho nên là những người mà lựa chọn mua cái máy này thì thường sẽ ít quan tâm tới cấu hình ở một cái mức giá này rồi. Thì thường chúng ta sẽ ít quan tâm tới một cái mức hiệu năng nó quá là cao, quá là khủng để sử dụng vào những cái tác vụ đồ họa nó quá là nặng nề. Không, thường thì những người lựa chọn mua cái laptop này thường là những doanh nhân, những người mà cần cái sự mỏng nhẹ, cần một cái chiếc màn hình nó tốt, nó hiển thị đẹp cho chúng ta và có thể bảo vệ tốt cho đôi mắt của chúng ta. Đấy là những gì mà họ quan tâm. Và cái chiếc máy này gần như nó đáp ứng hết cho chúng ta rồi. Còn mình sẽ vẫn sẽ sâu qua một chút về cấu hình dành cho những em nào quan tâm nhá. Chúng ta sẽ có một cái mức cấu hình khá là mới. Đầu tiên là CPU, chúng ta sẽ có là Intel Core i7 và tất nhiên rồi, thế hệ thứ 11 chứ. Chúng ta sẽ có là 1165G7, 4x8 luồng, xung nhịp 2.8 và boost clock có thể thấy là 4.7GHz. Đi kèm với đó là Intel Iris Xe Graphics. Thì tất nhiên là nó sẽ mang lại trong tay một cái mức hiệu năng nó tốt hơn rất là nhiều so với cả cái phiên bản người tiền nhiệm, đúng không nào anh em. RAM của máy sẽ là RAM 16GB LDR4X và bớt của nó quá là kinh khủng luôn, bớt của nó lên tận 4266MHz. Và tất nhiên rồi sẽ là dual channel cho chúng ta sử dụng được tối đa hiệu năng, tối ưu hiệu năng ở trên cái combo i7 và Iris Xe Graphics này. Ok, ngoài ra thì ổ cứng của nó cũng là một cái điểm mà rất là kinh khủng khiếp. Chúng ta sẽ có SSD M2 PCIe Gen 3X4 và 1TB SSD. Đúng là tiền nào của đấy anh em ạ, quá là kinh. 1TB SSD M2 PCIe Gen 3X4 thì dù lưu thì bao giờ mới hết đây. Vậy đi qua đây chính là về hiệu năng và cấu hình của chiếc máy này. Thì tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với phần cổng kết nối nhá. Cổng kết nối thì chúng ta sẽ có những cái cổng kết nối như sau. Sẽ có một cổng HDMI full size. Đấy, bỏ đi cổng audio, jack audio 3.5, nhưng mà thêm vào đây hàn cổng HDMI full size. Nó dày như thế này mà vẫn cho vào đây được, trong khi jack audio 3.5 thì lược mất đi của người ta. Đã hiểu để làm gì chứ gì. Đấy, hai jack, hai cổng Thunderbolt này. Giả sử như là mình cắm một cổng mạng LAN thứ 45 vào đây, một jack audio chuyển ra đây để nghe nữa, thế là hết trừ nó cổng để cắm sạc rồi. Bất tiện không? Đấy, chúng ta sẽ có hai cổng USB Type-C và Thunderbolt 4 ở đây và đi kèm Power Delivery để có thể cắm sạc anh em nhé. Hai cổng này nó sẽ được trang bị tới hai cổng trong ta luôn để có thể sử dụng. Sang đến bên cạnh phải chúng ta sẽ có thêm một cổng USB Type-A ở đây để xem là cổng này sẽ là chuẩn gì. Mình nghĩ là sẽ là 3.2 thôi, đúng như là dự đoán của mình. Đây sẽ là một cổng USB 3.2 Gen 1 để chúng ta có thể truyền dữ liệu lên tới là 5GB/giây. Và cuối cùng sẽ là một cái nút nguồn ở đây. Thì cá nhân mình cảm thấy rằng là cái nút nguồn này nó sẽ mang lại một cái cảm giác bấm nó không được thật tay cho lắm. Nó hơi bị cấn một chút anh em ạ. Nó không bấm sướng bằng những cái nút nguồn ở trên những cái chiếc điện thoại smartphone nhá. Đấy, nút nguồn này bấm hơi bị cấn một chút, nó cảm giác nó không được thật tay cho lắm. Và đó là sơ qua một chút về phần cổng kết nối trên cái máy này. Còn kết nối thì sao? Chúng ta sẽ có kết nối là Wi-Fi 6.
và Bluetooth là 5.0. Đấy, thì không biết là anh em nào có muốn trải nghiệm cái em laptop này hay là có muốn sở hữu cho mình một laptop như này thì hãy tới ngay số 10/117 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội hoặc là truy cập website laptopworld.vn để có thể đặt hàng sản phẩm ngày hôm nay. Và hiện tại thì Laptop World đang sẵn hàng sản phẩm này rồi, anh em có thể qua trải nghiệm. Còn anh em có cảm nghĩ gì về chiếc laptop này? Đây có phải là siêu phẩm? Đây có phải là một cái hướng đi mới mà sẽ là xu hướng cho những cái dòng laptop sắp tới của chúng ta hay không? Thì chúng ta hãy cùng để lại bình luận ở phía bên dưới video và nêu lên cảm nghĩ của mình nhé. Và mình rất mong anh em sẽ cảm thấy yêu thích video này và hãy đừng quên nhấn like, subscribe channel cũng như là chia sẻ video tới bạn bè để có thể ủng hộ chúng mình, để chúng mình có thể làm những video tốt hơn trong tương lai anh em nhé. Chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.